chào bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được con iPhone 6S này của mình nó bị lỗi là iPhone không khả dụng nhá. Cái lỗi này xảy ra do các bạn nhập sai mật khẩu nhiều lần này. Và mình thấy cái lỗi iPhone không khả dụng này mình ít gặp, vì thông thường nếu mà chúng ta nhập sai mật khẩu nhiều lần thì đa phần là nó bị lỗi là iPhone bị vô hiệu hóa. Còn trong trường hợp này thì nó bị lỗi là iPhone không khả dụng nhá. Thì cái cách khắc phục thì mình sẽ chạy lại phần mềm cho nó nhá. Cũng tương tự cái cách khắc phục iPhone bị vô hiệu hóa. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhá. Trên máy tính thì các bạn cần phải cài đặt cho mình cái ứng dụng. Các bạn có thể là sử dụng ứng dụng là Baotun hoặc là iTunes đều được nhá. Trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng ứng dụng là Baotun. Mình sẽ mở cái trình duyệt Google Chrome lên. Sau đó là mình sẽ gõ cái từ khóa đó là Baotun. Mình sẽ bấm vào cái link đầu tiên này nhá. Rồi mình sẽ kéo và bấm vào là download để tải Baotun về này. Ok, Baotun đã được tải xong nhá. Bây giờ mình sẽ kích vào để cài đặt Baotun này. Hiện lên cái bảng User Account Control thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là Yes. Các bạn kích cho mình vào Install để cài đặt Baotun nhé. Ok, như vậy là Baotun của mình đã cài xong. Mình sẽ bấm vào là Launch để mở luôn Baotun nhé. Baotun đã mở lên và ở đây nó yêu cầu chúng ta cần phải cài đặt iTunes hoặc là cài đặt Apple Drive nhé. Các bạn cài đặt cho mình iTunes nhé. Khi mà các bạn cài đặt xong iTunes thì chúng ta sẽ đầy đủ driver, thì lúc đó máy tính của chúng ta mới có thể là kết nối được với iPhone của chúng ta nhé. Bắt buộc chúng ta cần phải cài đặt iTunes. Mình sẽ bấm vào là Install iTunes này. Nếu ở đây các bạn chờ lâu mà iTunes không được tải về thì các bạn sẽ tắt đi cho mình nhé. Sau đó là các bạn mở luôn cái trình duyệt Google Chrome lên. Các bạn tải trực tiếp iTunes về cho mình để cài đặt nhé. Các bạn gõ cho mình cái từ khóa đó là iTunes. Các bạn vào luôn cho mình cái link đầu tiên này, supportapple.com này. Rồi các bạn sẽ kéo xuống đây cho mình nhé. Ở đây sẽ có hai cái phiên bản iTunes 32 bit hoặc là 64 bit. Thì các bạn cần phải kiểm tra máy tính của bạn chạy 64 bit hay là 32 bit để chúng ta tải cái bản cho phù hợp nhé. Mình sẽ ra ngoài màn hình desktop này. Rồi các bạn tìm cho mình cái biểu tượng là ZPC này. Các bạn chuột phải vào cho mình. Các bạn chọn cho mình vào là Property này. Thì các bạn để ý ở đây cái mục là System Type của mình đây là 64 bit nhé. Rồi mình sẽ tải cái iTunes 64 bit về. Đây, iTunes 64 bit đây. Mình sẽ bấm vào là Download. Đó, iTunes đang được tải về nhé. Mình sẽ chờ iTunes tải xong thì mình sẽ cài đặt nhé. Ok, iTunes của mình đã được tải xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ kích vào để cài đặt nhé. Ok, mình sẽ bấm vào Next để cài đặt này. Mình sẽ bấm vào Install này. Hiện lên cái bảng User Account Control, các bạn bấm cho mình vào là Yes này. Lại hiện lên cái bảng User Account Control, các bạn lại chọn Yes cho mình nhé. Ok, iTunes của mình đã cài đặt xong rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào Finish để kết thúc quá trình cài đặt iTunes. Bây giờ iTunes nó sẽ tự mở lên nhé. Đó, tự mở lên như này thì các bạn sẽ tắt đi cho mình này. Đây, iTunes mình đã cài đặt xong và Baotun mình cài đặt xong rồi nhé. Mình cài đặt xong iTunes này thì máy tính của mình đã có đầy đủ driver rồi nhé. Đầy đủ driver để cho máy tính của mình có thể là kết nối được với chiếc iPhone của mình nhé. Còn trong video này thì mình sẽ sử dụng Baotun để mình chạy lại phần mềm cho chiếc iPhone này nhé. Mình mở Baotun lên này. Mình chọn Yes này. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối chiếc iPhone của mình với máy tính nhé. Bằng chính cái cáp sạc hay là cái dây sạc đấy. Một đầu này các bạn sẽ cắm vào máy tính cho mình. Đầu còn lại này thì mình sẽ cắm vào chiếc iPhone này nhé. Ok, bước tiếp theo các bạn cần làm đó là các bạn sẽ đưa cho mình chiếc iPhone này vào trong cái chế độ đó là Recovery Mode, chính là cái chế độ treo cáp, thì chúng ta mới có thể là chạy lại được phần mềm nhé. Đối với con iPhone 6S này thì các bạn sẽ làm giống mình nhé. Các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời hai phím, đó là phím nguồn và phím home. iPhone của chúng ta sẽ tắt này, sau đó là iPhone của chúng ta sẽ hiện lên logo. Khi hiện lên logo quả táo thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra cho mình, nhưng mà vẫn phải giữ phím home nhé.
để cho nó vào cái chế độ treo cáp, chính là chế độ Zico Remote. Mỗi iPhone thì sẽ có cái cách để vào chế độ Zico Remote khác nhau nhé. Cái cách vào Zico Remote như cái con iPhone 6S này thì sẽ áp dụng được cho những chiếc điện thoại iPhone như là iPhone từ 6S Plus trở về trước nhé. Còn đối với iPhone 7, iPhone 7 Plus thì các bạn sẽ cần phải bấm giữ đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng. Khi logo quả táo hiện lên thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra nhưng mà vẫn giữ phím giảm âm lượng nhé. Đến khi vào chế độ Zico Remote thì các bạn nhả phím giảm âm lượng ra. Còn đối với điện thoại iPhone từ 8 trở lên khá là đơn giản, các bạn chỉ việc bấm là tăng âm lượng, giảm âm lượng, sau đó là các bạn bấm giữ nút nguồn. Đến khi iPhone của chúng ta vào chế độ treo cáp thì là nó sẽ vào được cái chế độ Zico Remote nhé. Ok, đối với con iPhone 6S này thì mình sẽ thực hiện luôn nhé. Đây mình sẽ xoay như này để các bạn dễ quan sát nhé. Bắt đầu mình bấm giữ đấy. Các bạn để ý nhá, điện thoại nó tắt này. Các bạn cứ bấm giữ bao giờ logo nó hiện lên, logo quả táo hiện lên thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra cho mình. Đó, các bạn nhả nguồn ra cho mình nhưng mà vẫn phải giữ phím home này nhá. Đó, vào chế độ treo cáp này chính là chế độ Zico Remote. iTunes của mình cũng đã tự mở lên, các bạn tắt iTunes cho mình đi nhá. Ở đây thì mình sử dụng Bluetooth để mình chạy phần mềm cho nó. Các bạn bấm OK này. Rồi các bạn cứ bấm cho mình vào là Go Flat này. Các bạn để ý ở đây, nó tự chọn cái phiên bản iOS cao nhất chính thức rồi nhé. Các bạn cứ để mặc định như này. Rồi, các bạn để ý xuống phía dưới cho mình. Ở đây nó mặc định nó đang chọn cái mục là Retain User Data. Các bạn sẽ bấm sang cho mình cái mục là Quick Flash Mode, giống như mình đây nhá. Khi các bạn để cái chế độ như này thì nó mới khắc phục được cái lỗi là iPhone không khả dụng như cái trường hợp này của mình nhá. Rồi, các bạn chỉ việc bấm cho mình vào là Flash này. Tiếp tục bấm cho mình vào Flash. Đây, cái phiên bản của mình nó đang được tải về đây nhá. Các bạn có thể là bấm vào cái hình tròn này để xem cái quá trình tải. Đây, quá trình đang tải được 1% rồi đây. Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, các bạn để ý này, nó chuẩn bị tải xong rồi nhá, 99% rồi này. Đó, 100%, bây giờ nó đang verify này. Mình sẽ tắt cái bảng tải này về nhá. Các bạn để ý này, nó đang verify này. Đó, bây giờ là nó đang giải lén cái firmware ra này, nó đang giải lén cái phiên bản iOS mà vừa mình tải về nhé. Các bạn chú ý cho mình nhé, nếu mà cái quá trình các bạn tải cái phiên bản phần mềm về mà nó lâu quá đấy, mà cái iPhone của chúng ta tự thoát cái chế độ Zico Remote này, thì các bạn lại bấm như vừa nãy của mình để vào lại cái chế độ Zico Remote này nhé. Đó, các bạn để ý này, iPhone của mình nó lại khởi động lại một lần nhé. Hiện tại thì nó đang chạy được 16%, 18% rồi này. Đó, iTunes của mình nó lại tự mở lên nhé. Mình sẽ tắt iTunes đi này. Đó, bây giờ đang là 20% rồi này. Và các bạn để ý nhé, ở trên iPhone của mình nó hiện lên quả táo và ở phía dưới là một cái thanh này. Các bạn chú ý nhá, bây giờ nó sẽ chạy đây, bắt đầu nó chạy này, nó sẽ chạy hết cái thanh này nhá. Và bây giờ đang là 21%, nó đang cái quá trình writing file system rồi, tức là ghi những cái file hệ thống. Và cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của bạn nhé. Ok, như vậy là cái quá trình flash đã xong nhé. Các bạn để ý là iPhone của mình nó đang khởi động lại này. Và ở trên máy tính của mình, Bluetooth thì đã báo là Congratulations Clean Flash Complete rồi. Như vậy là đã thành công rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ không cần kết nối vào máy tính nữa này. Mình sẽ rút cáp ra nhé. Các bạn chú ý là bây giờ nó sẽ chạy lại cái thanh này một lần nữa nhé. Và cái lần này nó sẽ chạy nhanh hơn cái lần trước. Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, như vậy là iPhone của mình đã vào cái màn hình là Hello xin chào này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bấm phím Home để mở này. Và công việc bây giờ các bạn chỉ là chọn ngôn ngữ này, tiếng Việt này, chọn quốc gia là Việt Nam này. Đó, rồi các bạn thực hiện một vài bước nữa là chúng ta có thể là sử dụng được iPhone của chúng ta nhé. Ok, cái video này của mình cũng khá là dài rồi. Như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi iPhone không khả dụng. Cái lỗi này chúng ta gặp cũng rất ít nhé. Vì đa phần khi mà chúng ta
nhập sai mật khẩu nhiều lần ấy thì đa phần là nó bị vô hiệu hóa. Còn trong cái trường hợp này thì số ít là nó sẽ bị iPhone không khả dụng nhé. Rồi, nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.